Chào các bạn. Hôm nay kẻ T xin giới thiệu các bạn cách mà đấu nối cái mạch chống cắm nhầm mini này cho các thiết bị điện 110 trong gia đình. Ở đây thì mạch chống cắm nhầm mini này có dòng chịu tải là 20A với thiết kế là 4 dây. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối. Thì ở đây trên sơ đồ mạch mình sẽ để ở phía góc màn hình. Thì hai dây đỏ các bạn sẽ đấu với lại đầu vào, và hai dây xanh sẽ là nối kết nối với lại thiết bị cần được bảo vệ. Đây là mạch mình đã chuẩn bị. Thì đây là phích cắm đầu vào, mình sẽ kết nối với lại hai dây màu đỏ này qua cái mạch bảo vệ. Thì hai dây xanh mình sẽ kết nối với đầu ra. Ở đây mình sẽ cho là cái tải là bóng đèn. Bây giờ mình sẽ cắm trực tiếp vào điện 220. Thì thiết bị chúng ta dùng điện 110 sẽ được bảo vệ bởi mạch chống cắm nhầm này. Còn khi mình cắm vào điện 110, thiết bị vẫn tiếp tục được hoạt động như bình thường. Đấy, các bạn chú ý, cái mạch này tuy nó bé nhưng mà chức năng của nó khá là hữu ích cho những gia đình nào xài thiết bị sử dụng điện áp 110. Ok, video của mình giới thiệu mạch chống cắm nhầm mini bảo vệ các thiết bị điện 110 trong gia đình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh và like, share video của mình và đón chờ những video tiếp theo của Ly Kỳ ET nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.